Trong ngày hôm nay, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tâm thư gửi các du khách quốc tế đang trong những ngày dịch Covid-19 lan nhanh. Bức thư do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến ký được phát đi bằng hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Trong bức thư ngắn gọn này, thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi du khách đến thành phố cùng chung tay hợp tác trong công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn. Ước tính hiện còn 54.000 du khách nước ngoài đang lưu trú du lịch là những người đã nhập cảnh vào Việt Nam trước khi chính sách miễn thị thực cho công dân một số nước châu Âu, Anh và Bắc Ireland tạm dừng để tăng cường công tác chống dịch Covid-19. Tại thành phố Hồ Chí Minh, khi mà các quán bar, karaoke, massage đóng cửa để phòng chống dịch, thì các du khách không còn nhiều lựa chọn sản phẩm dịch vụ.